anh chị đã rủ em. Đâu có đâu. Em tới đây sổ chuột. Đúng rồi, nó lâu sổ chuột nữa. Đây là nhờ hại đổ. Đúng rồi, có em có mình có đi buổi chiều đó bạn ơi. Hiếm lắm, hiếm lắm. Cảm ơn em, dạ. Coi như là vì tình cảm anh em bạn bè mà coi như là để đành giao lại cái điện cho bà xã quản lý phải không? Dạ. Mình đi huyện mình giao cho lưu với cấp huyện là đi. Dạ. Dạ. Gia đình em cũng mến anh chị lắm ấy. Dạ. Cấp phường thì thuyết phục lắm á, cấp huyện mới đi đó. Dạ. Đến nhà anh Lệ và chị Đông Sương các bạn. Đến, vô một vòng tham quan nhà. Trước nhà của anh Lệ và chị Đông Sương các bạn ơi. Các bạn tham quan một vòng chơi ha. Đây chỗ mát mẻ quá, có công viên nho nhỏ hơn trước đã tập thể dục là mát luôn. Kia cũng có một công viên nữa bạn ơi. À, tuyệt vời quá trời luôn. Đây, mình vô trong mình tham quan nhà anh chị nha. Đây phòng khách nha các bạn. Nó cũng rộng rãi rồi. Nhà bếp các bạn, rồi bây giờ mình lên lầu 1 nha. Lên lầu 1 mình tham quan đi. Đây. À, anh kia đang làm gì kìa. Anh đó đang làm gì không biết nữa. Đây là phòng karaoke á. Anh này là anh Đỗ Hải nha các bạn. Hi, chào cả nhà nha. Cho các bạn lên trên sông thượng quay ra đây, giờ còn sáng sáng nè. Đúng rồi đó. Anh Lê và chị Đông Sương nha. Lên sông thượng chút đi nha. Tham quan vòng đi coi đã không các bạn. Tuyệt vời không? Cảm ơn đã không bạn. Có cháo nè, gà nè, gà bắp rỗi nè. Đây. Đó là gì đó mình sơ sơ nha. Chả nè. Các bạn thấy cái gì không? Ủa, tuyệt vời quá. Đẹp quá. Giờ mình lên tiếp. Tiếp. Okay. Mời cả nhà. Mình đi thang máy hả? Rồi có thang máy luôn. Trời ơi, đảo quá trời. Ăn máy luôn, thang máy luôn. Chắc thang máy là... Đây lầu thứ 40 các bạn. Thôi đứa 4 thôi, 40 đi mệt luôn á. Bỏ số 0 đi, đưa số 0 phía trước. Trên đây anh làm, trên đây anh đánh lại. Trên đây này, mát quá, đây tập thể dục buổi sáng uống cà phê gì kia ha, tuyệt vời các bạn. Ở bên kia là nó thành sao? Đường có bên kia. Đường lắm, đại lộ, đại lộ. Dạ, đúng rồi, cầu lửa lắm. Quay đại lộ. Đây nó vẫn kịp trước mặt mình các bạn. Đây nó là cầu lò gốm. Đây là cầu lò gốm nè. Cái này mấy bên sau mát quá. Anh lại được cái công viên đẹp quá, tuyệt vời ra luôn á. Tuyệt vời ra. Đẹp quá các bạn ơi. Bây giờ kiếm cái công viên mà chỗ mát mẻ vậy hơi khó à. Khó rồi nha các bạn. Ở đây tay ngắm cũng tông thấy chưa? Tông cũng sáo luôn á, cao quá. Cái này là em đang chờ mấy con đại bàng mà ăn khế đại bàng không ăn. Chờ mấy con đại bàng đến ăn khế để nhả ra, nhả vàng ra phải không? Vàng ra mà chưa thấy vàng đâu mà thấy khế vàng hết trơn. Khế vàng hết trơn các bạn ơi. Trời.
trên thì khế mà dưới rau cua nè. Trời ơi đã, này bắp gỏi ngon luôn. Ồ tắc nè, tắc có trái nè. Ồ đặc biệt ớt nè, cây nhà lá vừa vì mình hái mấy trái ớt để tím mình xuống mình. Đúng rồi. À, làm có lý nha. Để như mỗi người chị đó mà rủ em. Đâu có đâu. Em tới đây sổ chuột. Đúng rồi, nó lâu sổ chuột nữa. Ở đây là nhờ hải đổ đó. Đúng rồi, có em có mình có đi buổi chiều đó bạn ơi. Hiếm lắm, hiếm lắm. Cảm ơn em, dạ. Coi như là vì tình cảm anh em bạn bè mà coi như là để đành giao lại cái tiệm cho bà xã quản lý phải không? Dạ. Mình bữa nào mình đi huyện mình giao lưu với cấp huyện là đi dạ. Bà xã. Gia đình em cũng mới anh chị lắm á. Dạ. Cấp phường thì thuyết phục lắm á, cấp huyện mới đi đó. Dạ. Đã vui quá bạn. Đây cả nhà mình vui rồi. Thì mình vô mình tham quan phòng của anh Lệ và chị Đông Sương các bạn. Công tắc đèn nó lạ lắm luôn nha các bạn. Nó lạ lắm. Bình thường mình bấm nó màu trắng. Còn bây giờ cái bông tắc đèn nó có hai cái luôn nè. Nói chuyện dễ thương không? Đây có một YouTuber nữa các bạn. Các bạn thấy chưa? Đó, nếu mà các bạn muốn giống như cái vũ trường thì vậy là đó. Đó. Rồi, đó. Đứng bóng hết luôn nè. Đó. Đây phòng có Lệ và chị Thông Sương các bạn. Sáu cái phòng ngủ như nhau hết. Đều giống như nhau hết các bạn ơi. Tôi quay cho các bạn xem một phòng ha. À, đây là nhà tắm đây nè. Phòng tắm đứng luôn. Đẹp quá. Đó là ao à. Đây là phòng tắm đứng luôn. Tuyệt vời đó. Không tiếp bây giờ mình thử uống cho thử cái lần hành vi đấy nhắn là dạ rồi chứ thử đó bây giờ một cái thử như thế nào dạ đang là chết dạ dạ bây giờ muốn có đá không đá đá đi dạ đá uống đá đá đây có đá có đá chị để sẵn cho em luôn rồi đó dạ rồi chị Đức à Hải đây được rượu sim nha dạ này Phú Quốc mới có nha dạ đặc sản Phú Quốc nha bạn, đặc sản Phú Quốc nha. Rồi bây giờ Hải, dạ. Cái chai này chưa khui đem khui cái đi. Tự nhiên ngồi giữa luôn vậy hả? Em ngồi đó đi em ngồi. Đã không? Mình ngồi giữa anh chị luôn, quá đã luôn. Bạn nó vừa được khui chai rượu xiên. Đặc biệt nành chưa? Trời ơi, đặc biệt bây giờ nha, đặc biệt giờ nha. Gia đình mà còn chị Lệ Sương nè, được khui chai rượu xiên. Rồi, mời anh. Em mua từ Phú Quốc về mà con. À, Phú Quốc bây giờ ta. Tôi chơi dụng như là bóc tay mà. Lúc mình chừng. Cho nên biết mấy anh em tới mình phải bay qua Phú Quốc đến mua chai rượu. Đã không? Đã không? Dữ không các bạn? Đúng rồi, xong rồi. Xong rồi này. Cũng rồi. Dạ, mặt em rồi nha. Rồi, cho anh rung rồi. Ông rung rồng. Cũng lên. Trời ơi, chúc mừng bạn. Cũng rồi, cũng được mọi lắm. Rồi thôi em rót cho anh chị chủ nhà trước nè. Khoan hả? Để được chị. Rồi lỡ là không sao. Rồi. Chị siêu. Chị siêu lên này. Đã không ạ? Đây. Wow, rượu xiên nguyên chất này các bạn. Đó, xiên nguyên chất rồi nha. Hấp dẫn quá nè. Đây, cái này của anh. Nè, cái này của Đức đổi dây chừng. Này mà có dịp thì xuống nhà anh chị đây, hiếm lắm các bạn ơi, rất hiếm luôn. Chị vui mà. Dạ. Tức là bữa nay là ngày thứ tư. Rồi tới phim Hiếu rồi nè em. Trong này nữa đây là con dâu của chị nè. Nhưng mà chị thử rồi rất là ngon nên thành không có làm cho các bạn thất vọng đâu, rất là ngon. Con dâu của chị Hiếu cũng khéo tay. Nó làm thôi chứ bây giờ dâu trong nhà. Nói mẹ cứ đi nghỉ đi để đó con. Gọi anh lại thuốc tại nhà anh chị Lệ Sương. À, chúc mừng. Chúc mừng cả nhà nghe vui vẻ. Rồi. Có gì đó rồi. Dạ. Ăn thử một cái. Được, dạ, mời chị Minh có chắc gì vậy? Không, thì nó cắm em đi, không đỡ được. Không, nhưng mà đúng không, chị Sơn? Mời các bạn nghe. Cái này nó có răm nho nè, nó nổi trên nho. Cơm ở dưới. Đã không à, tuyệt vời quá.
Không khỏi chấm gì hết. Không chấm gì hết. Không chấm gì ăn cũng ngon. Ngày con dao với chị. Rau nho mà mình chảnh mà. À. Rau nho này. Là rau nho. Rau nho này chị mua của hạnh gì, hạnh Trinh hạnh gì đó. Ngày hôm qua em nói để lấy video cho chị một tí. Nói chị muốn ngon ăn. Ngon béo quá bà ơi. Ăn cái này nó rất là hấp dẫn. Ghiền luôn, ngày hôm qua về chị ăn một dĩa luôn ghiền. Ồ vậy hả chị? À, ăn thử đi. Ăn thử vì nó khá là mặn chứ. Cái này nè. Cộng với lại đó. Có một lớp này. Ăn cả như bánh mì tôm này hấp dẫn luôn ha. Mình nhai xong mà nó giống như tinh cá là mặn nhưng mà ngon béo quá đó. Cái này nó muốn không là có nhờ nhau không nè. Rau nho này kẹp với bánh hồng tôm mà của Đức đem tới á, cái này nó ngon lắm nè. Rau nho là món mới các bạn ơi. Món mới, món mới. Nghe người ta nói ăn rau nho rất là má, tốt kìa. Mà chị thấy bán ký 250 không có mất. 250 ký rồi. Chị nói nhiêu này hả? Này hả? Không phải đau mắt đâu. 250 ký. Ký luôn. Đó chị đau mắt. Không mắc. Thôi mà đi ăn cái tiệm sushi nó bỏ về cộng là mấy chục đồng rồi. Mấy trăm đồng. Nhiều cũng nhiều rồi. Em ăn một cái nữa đi. Đồ đảo là đây là cái nó rau nho. Rau nho. Cảm ơn chị. Rau nho là cái tại nhà. Đặc sản á. Cái còn nguyên dĩa luôn à. Đảo. Cho nên là nấm gừng đúng không? Nấm gừng, nấm gừng. Mà cả nhà dùng nha, rau nho. Sushi của Nhật mà chấm với nước mắm của Việt Nam á. Còn này là mình chưa nghe nói gì ta. Sushi rong biển. Sushi rong biển. Còn đây là sushi rong biển nha cả nhà. Nó làm sẵn đó rồi đó. Người ta làm sẵn cho mình rồi, mình chỉ việc mình chấm mình ăn thôi. Đợi nữa nha. Trời sushi rong biển anh nha cả nhà. Quay cái miệng của anh chứ bây giờ anh quay cái miệng của anh giới thiệu mình thiệt luôn á. Anh giới thiệu món thôi. Ngon quá bà ơi. Anh quay mà giới thiệu toàn bằng miệng của anh Đức không rồi. Nhưng không. Rồi mình uống miếng nha. Chia cho con gái. Chia. Có duyên lắm mới gặp được nhau vậy. Tại anh em quý thì đúng không anh chị? Nói chung là mấy anh em có duyên gặp hoài à. Thấy tất cả cái gì gặp tiếp bạn không? Thấy em bận biết đâu dám đủ đi ra ngoài ta đâu. Đó em nhắn Đức. Anh nói là thứ bảy này thứ sáu này là anh chị bay rồi đó em coi thu xếp sao rồi ngày mai gặp anh chị chưa ra đi. Nói như vậy chưa ra việc kia chơi nữa cái đức già dạ liền thì em mới nhắn cho anh chị liền luôn để anh chị nói thôi điểm nếu vậy thì chiều nay lên nhà anh chị chơi cho biết nhà luôn đó ok rồi. Rồi cảm ơn em trai nha tôi xin mau quá bạn ơi thơm lắm tuyệt vời, cái này chị mua lại một luôn á. Trả bò nha các bạn. Các bạn muốn ăn thì nhìn miệng ở Đức ăn, chứ đừng nhìn miệng mình. Em chỉ bên kia. Đây nha. Đây các bạn muốn ăn thì nhìn miệng chị Sương nha. Ngon quá bạn ơi. Cảm ơn nha. Thiếu dễ thương. Ngon. Em điện thiếu cho cái buổi giấc nha. Nãy à, giờ có mặt. Cảm ơn Phú Quốc nè các bạn ơi. Đây chị quay nãy quá. Không, tự nhiên làm xong là em tính dọn chị gửi cho chị. Cần sẵn cây nhà lá vườn nghe cho đặc sản của bạn cho tụi các bạn cái này không có không cây rồi rồi vô đây vô đây vô cả nhà vô cắn nha bạn cây nhà lá vườn nha cả nhà cây nhà cây 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 bạn cây cây quá các bạn cây đây 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 tới ủa bỏ đâu rồi anh ơi anh chịu ăn không thấy anh ăn bây giờ anh ăn lại coi anh ăn lại chết rồi phải rồi quá ăn lại đâu ngon quá không chết nó là ăn cay ghê vậy em không ăn cay được hả được em ăn ít vậy được hả ok quá ông bà mình nói á mình đàn ông mà không có ai á là xào dầu vậy đó nhớ cho em xào dầu rồi đây anh hết nguyên trái rồi anh lại muốn không có xào dầu ở đâu chết mà chị sao ta em ăn cũng nữa giữa chị còn anh á anh ớt cũng dữ lắm đó anh ăn từ từ chơi nửa xào nửa không các bạn nửa trái mà đúng không tự nghe là người ta em ơi bây giờ khi mà coi cái video clip này á em nhớ nha ông xã em nói là nửa sợ là cái cuộc sống của anh chị đó đương nhiên một đời sống con người thì mình phải có sự ước mơ nè dạ, đúng nếu mình không ước mơ đó mình không làm cái gì được phải dạ, em rồi. Ước mơ một ngày đó anh sẽ có một căn nhà thì rộng rãi mình ước mơ một ngày là có con có cái phải không dạ. Nếu mình ước mơ thì mình nghĩ cuộc sống mình không tạ nó dạ. Nó sẽ thành ra một người gọi là
vô dụng trong xã hội nữa. Những người mình thấy ước mơ vô dụng xã hội, mình nói làm cái gì cứ hỏi họ cũng có vẻ họ từ chối, họ nói ôi từ cuộc sống như vậy là được rồi, như thế này thì cái xã hội này nó không có phát triển được. Thành ra chính mình có những ước mơ, ví dụ hồi xưa ra hồi còn ở Việt Nam anh chỉ ước mơ có một cái đôi giày Adidas. mình cũng thấy là cái đó là một cái sự ước mơ của mình, nó nỗ lực nha. Nhưng một ngày đó mình sánh được đôi giày thế mình khoái được cái thời đáp được cái thầy thơ bao cấp đó rồi cái thời ở cái thời đó làm sao mà ước mơ được một cái quần jean ha. Nhưng mình mua được một cái quần jean cái là thấy là mình nở mặt nở mày không. Rồi cái một cái thời đó mình sắm, mình ước mơ sao có được một chiếc xe. Nhưng anh thì anh có được chiếc xe xếp, mà chiếc xe xếp từ Mỹ gửi về. Thành ra bây giờ những người mà ở quê của anh, nguyên chiếc là của Mỹ. Thành ra những người mà ở Việt Nam mà ở quê của anh khoảng tượng anh đó. Tại vì cái thời bao cấp mà anh có được chiếc xe xếp của Mỹ. Là đọc quyền luôn á. Rồi cái thời của anh á, là anh có được cái súng 9 kg để anh bắn chim. Trong hơn 9 kg luôn. Trong hơn 9 kg. Thành ra là cái sự ước mơ của mình nó có từ mình, nó là ước mơ của tuổi thanh niên mà. Mỗi chị xưa giao lưu với anh chị mà nhiều lúc mình không dẫn tới nhà làm cái sơ sót rất lớn. Thì cái dấu giao lưu mà mình cứ đi ngoài đường không á, mình không dẫn tới nhà. Đúng rồi. Đó đôi lúc mà mình không có thật lòng. Đó là đúng rồi. Cái giao lưu nó cần phải thật lòng. Tới rồi. Ok, tổ hợp này. Mà gần 7 giờ tới. Để giờ lại có nó xấu hay không? Không em ơi. Đó. Em nó quay anh không á. Có. Ở đây sau hết rồi. Đây đây. Em tu lại. Có nói em là tại sao biết em? Chị nói là biết em bên cà phê Duyên. Ủa sao kì vậy? Em chết luôn. Để sao vậy? Sao thấy vậy? Tại cái này. Tại cái này. Em không hiểu luôn. Thôi để này cho em ăn cháo đi. Em không hiểu gì luôn. Chị cũng không biết tại sao chị cứ bốc cháo. Em đã lặn lội xuống dưới rồi. Trong khi chị đã làm như vậy. Nhưng mà không phải tên Nhung luôn. Nhung mà. Nhung mà. Nhung mà. Nhung mà. Nhưng mà mỗi lá nhiều quá. Tại vì em có nói với anh là tỉnh Úc cái... Sao vậy anh? Sao vậy? Xưa nó chẳng là... Anh sẽ này. Bây giờ tới sau thì mình phải uống hết con chai này. À đúng rồi. Tới sau phải uống hết con chai. Em có cái món đặc sản này của chị Dương là cái gì không phải nho là con nho là rong nho anh chưa xỉn. Tại sao nó bây giờ nó được mà sao giờ người chưa nó nói gì vậy bữa giờ nó không được anh nhớ gì nào rồi anh uống nhiều đúng không trong bữa đi bữa này là mình ăn rong nho uống rượu nho bị hay rồi cái rượu nho kèm với phòng tô của quán Ba Tròn đến tới hấp dẫn cho sản Bến Tre đó sản Bến Tre cho bạn ăn bánh tre cũng đẹp là phòng tô nè rất là ngon bạn răng tím á gặp được lần rồi ha đúng không bạn răng tím sao mà mấy bạn sẽ em có Bỏ tại vì 7 tuổi đó yêu mới hải sản rồi. Quên lúc sao bữa anh có thuê anh phục vụ gì mà đồ quần lửng gì mà chạy bàn ở bên Mỹ á. Dạ đúng rồi. Rồi giờ đủ chưa? Đủ chưa? 2 ngày đủ rồi. Trời ơi, sắp rồi. Trời ơi, sắp rồi. Trời không được, cứ quay đi. 2 ngày đủ luôn. Không hứa nha. 2 ngày đủ rồi. Đủ gì bả luôn. Không hứa tiền giả hả? Đủ tiền đám thắng. Đủ gì bả. Đủ tiền đó đã. Đứng này trong rồi mà chúng ta đủ về bài luôn đủ luôn đủ về bài ghê không ghê này
Còn sau khi cái đuôi lý nó tung lên cả rồi nha, mà thấy thằng này thì rất em đài quá trời luôn mà. Quá dữ luôn. Rồi còn cái chả bò này, chả bò ở xứ Quảng đem vô đây nè. Đặc sản quê Quảng. Một ngày nó không gọi là quảng cáo nha. Dạ. Nhớ.